Xin kính chào tất cả các quý khách hàng của TCA Trung Chính Audio. Và lời đầu tiên thì TCA xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các quý khách hàng đã luôn ủng hộ, tin tưởng và dành nhiều tình cảm cho TCA trong suốt thời gian vừa qua. Và vừa qua thì TCA cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi thắc mắc của quý khách hàng về giải pháp họp trực tuyến phòng họp lớn. Và ngày hôm nay thì Huyền Trang sẽ giới thiệu và chia sẻ với quý vị về giải pháp này và hy vọng thông qua video clip này chúng ta có thể hiểu rõ hơn về giải pháp họp trực tuyến phòng họp lớn nhé. Phòng họp trực tuyến lớn là phòng họp dành cho cả hai mục đích, họp offline và online, phù hợp cho nhu cầu họp số lượng nhiều người tham gia, từ 12 đến 80 thành viên tham dự. Phòng họp sử dụng thiết bị âm thanh hội thảo đến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như Toa, Bose, Shure, GTS nên có tuổi thọ cao và hoạt động ổn định. Người phát biểu sử dụng micro cổ ngỗng đặt cố định và riêng biệt cho từng đại biểu với chức năng định hướng tốt. Kết hợp với micro không dây có thể di chuyển linh hoạt mang tới từng khu vực trong phòng họp. Toàn bộ tín hiệu từ hệ thống micro phòng họp sẽ được gửi đến bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số trước khi được đưa vào máy tính hoặc thiết bị giải mã cốt hội nghị chuyên dụng. Hệ thống âm thanh còn được kết nối với âm ly để khuếch đại âm lượng của người phát biểu trong phòng họp. Âm ly được đấu nối và thiết kế đặt trong tủ chứa thiết bị chuyên dụng, tăng tính thẩm mỹ và độ bền cho thiết bị. Loa hội thảo gắn tường hoặc loa âm trần với vị trí lắp đặt hợp lý về số lượng cũng như được tính toán cẩn thận và khoa học về công suất loa theo diện tích và số lượng người trong phòng họp. Thực hiện nhiệm vụ chuyển phát âm thanh đến với người tham dự họp online. Âm thanh phát ra sẽ từ hai nguồn, bao gồm nguồn âm thanh của đại biểu trong phòng và nguồn âm thanh từ phòng họp trực tuyến phía bên đối tác truyền qua mạng Internet. Camera được sử dụng trong phòng họp lớn là thiết bị có khả năng thu phóng quang học tích hợp khả năng auto tracking, tức là camera có khả năng quay quét và tập trung vào hướng người đang phát biểu hoàn toàn tự động. Chất lượng hình ảnh của camera cao cấp luôn hiển thị sắc nét, chân thực. Quá trình quay quét và zoom cận cảnh vào người phát biểu hoàn toàn trơn tru, không có hiện tượng giật lag hay có độ trễ. Toàn bộ hệ thống phòng họp trực tuyến lớn là các thiết bị đồng bộ với khả năng hoạt động tương thích với nhau 100% nên người sử dụng có thể yên tâm về tính ổn định cũng như tuổi thọ của thiết bị trong quá trình sử dụng. Thiết bị được lắp đặt từ các thương hiệu nổi tiếng tuổi đời hàng chục thậm chí hàng trăm năm trên thị trường, được thiết kế hiện đại, bắt mắt và đa dụng, đảm bảo tính thẩm mỹ của một phòng họp đẳng cấp. Hệ thống âm thanh, hình ảnh được kết nối với nhau bằng các tín hiệu cao cấp, đảm bảo tính liên tục trong quá trình họp online. Âm thanh từ máy tính hoặc thiết bị giải mã sẽ được xử lý bởi một hệ thống xử lý âm thanh kỹ thuật số, chống phản hồi âm, đảm bảo việc tách biệt rõ ràng âm thanh của người phát biểu và người nghe đang mở micro. Chỉ với thao tác nhấn mic, hình ảnh của người đang phát biểu sẽ được hiển thị ngay trên màn hình. Auto tracking được thiết lập và cài đặt hết sức đơn giản trên phần mềm máy tính. Hệ thống phòng họp trực tuyến lớn hoạt động thông qua phần mềm có tính bảo mật cao, thao tác đơn giản, thân thiện với người dùng phổ thông. Và Huyền Trang đã trải nghiệm và thấy rằng không mất quá nhiều thời gian để làm quen ngay trong lần đầu tiên sử dụng. Và Huyền Trang xin được đưa ra lời khuyên tới quý vị và các bạn là chúng ta nên sử dụng phần mềm bản quyền để có được những trải nghiệm tốt nhất và đầy đủ nhất những tính năng khi họp online. Vừa rồi thì TCA đã giới thiệu và chia sẻ về giải pháp họp trực tuyến phòng họp lớn. Hy vọng sau khi xem clip này, quý vị và các bạn sẽ có thêm những thông tin về giải pháp họp online rất tiện ích và hiệu quả hiện nay. Mọi thắc mắc về giải pháp họp trực tuyến thì quý vị và các bạn có thể liên hệ hotline trên màn hình. Và một lần nữa thì TCA xin được cảm ơn sự đồng hành và quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Họp trực tuyến, xu hướng tất yếu của thời kỳ công nghệ 4.0.